IBM ra mắt máy tính lượng tử mạnh nhất thế giới. IBM đã công bố bộ xử lý lượng tử mạnh nhất nhằm xử lý những vấn đề chưa được giải quyết trước đây. Bộ xử lý Osprey 433 qubit đơn vị của thông tin lượng tử của IBM mạnh hơn bất kỳ bộ xử lý cùng loại nào trước đây và mạnh gấp hơn 3 lần phiên bản công ty giới thiệu năm ngoái là Eagle 127 qubit. Con máy có tiềm năng chạy những phép toán lượng tử phức tạp vượt ngoài khả năng tính toán của máy tính thông thường. IBM cho biết số lượng bit cần thiết để biểu thị một trạng thái trên Osprey vượt xa toàn bộ số lượng nguyên tử trong vũ trụ. Tiến sĩ Dario Gil, phó chủ tịch kiêm giám đốc nghiên cứu ở IBM, cho biết công ty sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cấp công nghệ lượng tử thông qua phần cứng, phần mềm và tích hợp dữ liệu để đáp ứng những thách thức lớn nhất. Theo ông, cỗ máy sẽ đặt nền tảng cho kỷ nguyên sắp tới của siêu máy tính lượng tử. Theo giấy Gambetta, phó chủ tịch IBM Quantum, Osprey là bộ xử lý lượng tử lớn nhất từ trước tới nay. Giống như phiên bản tiền nhiệm Eagle, Osprey bao gồm các đa tầng để cung cấp sự linh hoạt cho bộ định tuyến và bố trí thiết bị, đồng thời tích hợp chức năng lọc giúp giảm tiếng ồn và tăng độ ổn định. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ video và nhấn tim cho nhiều người cùng biết nhé.